có 3 loại Việt Nam ở nước ngoài, đúng không? Loại thứ nhất là Hồ Kiều, loại thứ hai là Việt Kiều, loại thứ ba là Việt Kẹt. À, Việt Kẹt, Việt Kẹt nó khác với Việt Kiều, mà nó khác với lại Hồ Kiều luôn. Hồ Kiều là gì? Người Trung Quốc á, mà theo Cộng sản á, gọi là Trung Cộng, đúng không? Người Việt Nam mà đảng viên Cộng sản á, gọi là Việt Cộng, hoặc là binh vực cho Việt Cộng gọi là Việt Cộng, đúng không? Rồi, người Việt Nam á, mà ở nước ngoài á, thì người ta gọi là Việt Kiều. Thí dụ như Việt Kiều là gì? Việt Kiều là những người có quốc tịch nước ngoài. À, thí dụ như là Huy ở Mỹ có quốc tịch Mỹ, à, hay là ở Pháp, Nguyễn Văn A ở Pháp có quốc tịch Pháp, Trần Văn B ở Đức có quốc tịch Đức, mấy người đó gọi là Việt Kiều. Còn Hồ Kiều là gì? Hồ Kiều là Việt Nam sướng lắm, qua Mỹ tôi khổ quá, ước gì có tiền về Việt Nam chơi, đi thăm lăng Bác đó. Mấy đó là mấy Hồ Kiều, đúng không? Hồ Kiều là sao? Ở bên nước ngoài nhưng mà vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh đồ này kia, binh vực đảng Cộng sản, mấy đó gọi là Hồ Kiều, hiểu không? Rồi còn mấy Mao Kiều á, Trung Cộng á, Mao Kiều là tức là đi qua bên Mỹ, bên nước ngoài ở rồi vẫn là Mao Trạch Tuân, Mao Chính Sáng đại cái như vậy, thì mấy đó tôi gọi là Mao Kiều. Còn mấy cái người cũng người Trung Quốc luôn, mình gọi là Hoa Kiều, thấy không? Thành ra đó là ở Mỹ có hai dạng, dạng Hồ Kiều, à, mấy người giống như Hùng Chọc đồ này kia, mấy người về Việt Nam bưng bô á, thì mấy đó tôi gọi là Hồ Kiều, thấy không? Thì cái đám Hồ Kiều á, Hồ Kiều là ai? Hồ Kiều là đám du học sinh, con em, cán bộ, Việt Cộng, đúng không? Đi qua bên Mỹ xong, ở Mỹ khổ quá, thèm chôm chôm, không có chôm chôm ăn. Ok, hay là giống như bà Đoàn Hương, thấy không? Trái chuối đắt quá, nảy chuối tới 40 đô, lại chuối tới 15 đô, khổ quá, ở Việt Nam em vứt đây. Cái kiểu đó, mấy đó là mấy Hồ Kiều. Ok, rồi, mấy thằng mà nhỏ nhỏ mà bị thuốc, á, bị gu ngủ, phải không? Bị tuyên truyền, bị nhòi sọ, mấy đó là ấu hồ. À, còn mấy thằng già lão thành cách mạng, mấy thằng cán bộ vườn Việt Cộng ruộng á, mấy thằng khứa mà ở trong ruộng trưởng thôn trưởng ấp đâu đó, mấy thằng đó gọi là lão hồ, mấy hiểu không? À, mấy thằng đó nó gọi là, còn mấy thằng nhỏ nhỏ mà bị nhồi sọ đó, con nghe này này kia không, cháu bố cháu làm công an này, mấy thằng đó là ấu hồ đó. Mình phải phân biệt ra, nó có nhiều cái loại lắm. Thành ra rồi bây giờ Việt Kiều xong rồi, kế tiếp là gì? Là Việt Kẹt. Việt Kẹt là ai? Việt Kẹt là cái mùa dịch bệnh vừa rồi đó. Đó, bị Covid đồ này nọ, chuyến bay không có này nọ, chuyến bay giải cứu này kia đó, là mấy người đó là Việt Kẹt. Kẹt là bị kẹt ở lại á, không có máy bay về, đó không? Chuyến bay giải cứu, đó là Việt Kẹt. Rồi, một loại Việt Kẹt thứ hai nữa là đu càng. Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chẳng hạn như là đi chuyến bay Tháp Tùng mà Chủ tịch Quốc hội qua bên Hàn Quốc trốn ở lại, đó, 9 người, đó, là mấy người đó gọi là Việt Kẹt. Kẹt là không có giấy tờ, không có mẹ gì hết á. Hoặc là đu thùng, chui thùng lạnh, chạy qua bên Anh Quốc, qua bên châu Âu, ở lậu này nọ, nó gọi là Việt Kẹt. Hoặc là có một số người là du học sinh xong không chịu về Việt Nam, đó, sau đó trốn ở lại không có giấy tờ là Việt Kẹt. Hoặc là đi làm, đi lao động ở bên nước ngoài rồi bị mất giấy tờ, bị này nọ, đại khái không có quốc tịch thì nó gọi là Việt Kẹt. Đó, thì cái số Việt Kẹt đó thì nó ít hơn, phải không? Đó, phần đông mình giải thích thì quý vị hiểu là phải có nhiều cái loại Việt Nam lắm, mình phải phân biệt vậy. Thế cái đó là định nghĩa của N10TV nó vậy á. Thành ra Việt Kẹt á là luôn luôn khổ hơn Việt Kiều, đó là như vậy. Rồi, dịch bệnh vừa rồi đó, nó lợi dụng mấy cái người mà Việt Kẹt, cái nó nói rằng nhiều người muốn về Việt Nam lắm mà về không được, là tại vì mấy người không có giấy tờ. Mày không có giấy tờ, đi bệnh viện không có bảo hiểm y tế, giấy tờ đưa ra bách bo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước nào nuôi? Thì công dân Việt Nam thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nuôi chứ, giờ chẳng lẽ giờ bắt Mỹ nuôi, chẳng lẽ giờ bắt Anh Quốc nuôi, bắt Pháp nuôi? Anh không có quốc tịch, anh đòi người ta nuôi sao được? Nhưng mà mấy tờ báo Việt Cộng nó lấp liệm, nó viết theo cái kiểu lấp liệm đó, thấy không? Người Việt ở bên Mỹ về Việt Nam trốn dịch đồ, chuyến bay giải cứu má mày á chứ cứu. Ok, rồi quý nói vậy để cho quý vị hình dung được, đúng không? Rồi thì thường thường á, những cái thành phần gọi là nằm vùng á, mấy đó là mấy Hồ Kiều,